Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món sườn hầm đu đủ mọi người, sườn hầm đu đủ dưa leo mọi người, như cá ngát kho mọi người, cá ngát muối chiên, nước chấm có nước mắm mọi người, mắm với ớt mọi người, tráng miệng có quýt mọi người, quýt chín mọi người, nước uống có trà đá mọi người, trà loài. Đây mọi người, sườn hầm đu đủ dưa leo mọi người, cá ngát kho với cá ngát muối chiên mọi người, dưa quýt chín mọi người. Nước mắm màng mọi người, mắm ớt mọi người. Chén không mọi người, không đựng xương. Ly trà đá mọi người, trà đá trà lai. Muỗng mọi người. Đũa mọi người. Mà mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Cơm ha. Đủ đủ của cây muối mọi người. Đủ đủ đúng ngọt mọi người. Này như giò mọi người, giò như thế nào. Như đang ngon mọi người, nước ngọt ngon mọi người. Cá ngát luôn nè, cá ngát kho tiêu ăn được hết luôn nè. Đu đủ ngọt không ạ? Nhân giò ăn đu đủ không ạ? Đu đủ cô cái muối vô leo. Dưa leo gần giòn mà, giờ chín tám rồi. Dưa leo này ăn mềm mềm, nó da nước ngon ngọt mà. Nước ngọt ngon mà. Thank you.
muối vừa ăn luôn mà. Đúng giờ mà. Ngon. Chấm muối dừa mọi người, canh áp muối dừa ngon mọi người. Khoái nè, mình có mấy cái gân răng nè mọi người, dài mọi người, ngon. Món này giống như món giò heo hầm đu đủ luôn rồi, cho mấy bà bầu ăn rồi. Ăn loại sữa gì vậy? Cục cái muối để thơm thơm mình. Ấm lên rồi, ấm bước phần đùi hay phần giò đúng không? Phần bắp chân đúng không? Mày bằng đồ đúng không? Tại vì nhà thường ăn thằng bắp chân, thằng ống quyển luôn.
Đu đủ đúng ngọt mà. Thầm ăn ngọt. Dưa leo hầm đi cho chín xíu luôn mà. Xíu nó ngon ngọt. Em kiểu gì chín mà ăn được mà. Chín xíu non ngọt. Mình chỉ quýt 10. Cái quýt này nó hơi cứng cứng mà ngọt nhẹ, không tới nỗi sợ mà. Kiểu nó cũng cứng cứng ăn được, còn sợ lên cứng ngắt luôn mà. Này còn vẫn còn nước mà. Làm lần hai cái, hai muỗng được luôn. Cùng lên cái luôn rồi. Chả thơm luôn, có gì chát nhẹ luôn. Cái giò hầm đủ đủ mà, cùng cái muối với dưa leo ngon mà, đủ đủ đúng ngọt mà, nước ngon luôn mà, giò mềm mua, giò đùi mềm mua, ngon. Cái ngát kho ăn được luôn rồi, sư món kho đó, cái ngát kho ăn thấy nó không bắt lắm luôn rồi, không ok lắm, nói chung ăn được luôn rồi. Cái muối chiên ăn ngon luôn rồi, muối dưa ăn luôn rồi, nó giòn luôn rồi, ngon. Cái muối cái ngát muối chiên ăn ngon luôn rồi. Quýt ăn được mua, mấy cái này ăn được, mấy cái đợt trước ăn ngon, này tùy trái mà, cái này nó lạc lạc, nó cứng cứng lạc lạc. Cơm ngon rồi, món giò hầm đu đủ ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.